chào anh em. Hôm nay mình có bộ PC mà gợi ý một cái cấu hình rất là đẹp cho anh em. Và bộ này sẽ là bộ PC full trắng. Và bộ này sẽ có hai cái linh kiện sẽ giúp anh em gọi là về sau không cần phải lo lắng quá về cái khả năng nâng cấp. Đó là SSD và RAM. Đấy thì mình sẽ nói về cái SSD và cái RAM trước. Đây là cái mà khách yêu cầu, đó là RAM thì phải là RAM 64GB và SSD phải là SSD 2T. Đấy, thế nên là hôm nay là mình sẽ có một cái combo RAM và SSD khá là ngon. Đầu tiên là về phần RAM, RAM thì mình sẽ có là một cặp G-Skill Trident Z5 và đây là một kit 2 thanh 32 anh em nhé. Bớt là 6.000. Con này cắt cũng ngon phết anh em ạ. Đây, cắt 32 luôn anh em nhé. 2 thanh 32, bớt 6.000 và cắt là 32. Thông số thì rất là ngon. Và đây là một kit RAM mà rất là đẹp của G-Skill. Chúng ta sẽ có là đây là phiên bản màu bạc anh em nhé. Ở cái phần giữa thì là màu đen, còn hai cái viền bên trên bên dưới thì nó sẽ là màu bạc. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng cái kit RAM này để lắp vào một cái bộ PC full trắng. Thì mình khá là thích cái RAM màu bạc này. Với kiểu màu bạc như này thì anh em kiểu lắp vào cây đen cũng đẹp và lắp vào cây trắng cũng đẹp. Về phần SSD thì mình sẽ có là một con Samsung 980 Pro. Tuy nhiên ấy, thì nó sẽ không giống như là những cái phiên bản gọi là 980 bình thường, bởi vì là đây là phiên bản có heatsink. Đây anh em nhìn này, đấy, có heatsink thì trông nó sẽ như thế này. Nó sẽ có là một cái tản nhiệt sẵn, có sẵn của Samsung luôn. Thì anh em dùng cái miếng tản nhiệt mà đi kèm như thế này thì nó sẽ mát hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà mình lắp con 980 Pro 2T này vào cái main thì chắc chắn là mình sẽ phải bỏ cái khe tản nhiệt có sẵn của main ra và sẽ dùng luôn cái tản nhiệt stock của cái Samsung này. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dùng con 980 Pro 2T anh em nhé. Và nó là phiên bản có heatsink. Thì bây giờ là chúng ta sẽ vào cái phần linh kiện của cái bộ PC ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ lắp trên một cái vỏ mà khách cũng yêu cầu luôn. Đó là con Germantech Tower 300. Tower 300 thì là một cái mã vỏ mà mình lên cũng khá là nhiều rồi. Đấy là một cái vỏ cây rất là độc đáo. Và nó là một cái vỏ cây dạng dọc nhá, đặt dọc anh em nhé. Còn nếu như mà anh em nào muốn đặt ngang con đấy thì sẽ phải mua thêm cái chân đế. Đấy, như vậy là sẽ phát sinh thêm tiền. Còn không, nếu mà anh em dùng bình thường ấy, thì anh em sẽ đặt dọc cái vỏ lên. Thực ra thì mã này đặt dọc lên nhìn cũng rất là đẹp rồi. Và đi với con Tower 300 thì anh em sẽ chỉ lắp được main MATX thôi. Mà khách lại có yêu cầu đó là main thì là full trắng hết. Có nghĩa là nền cũng là nền trắng, giáp tản cũng là giáp tản màu trắng. Xong rồi khách lại yêu cầu đó là chip phải là con Core i7 14700K. Thế nên là cái bài toán mà chúng ta đưa ra ấy, là phải kiếm được một con main Z. Phải kiếm được một con main Z mà nó phải full trắng. Giáp tản thì phải là màu trắng, nền thì cũng phải là nền trắng. Thế nên là hôm nay mình sẽ có một con CVN Frozen D5. Thì đây là một con main mà mình cũng đã lên rồi, đã lên cho anh em xem rồi. Đây là main của Colorful anh em nhé. Bảo hành 3 năm bình thường, anh em hoàn toàn yên tâm sử dụng. Cái này thì phân phối chính hãng ở Việt Nam nên là anh em không phải băn khoăn gì đâu. Chất lượng thì các anh chuyên gia đã đánh giá rồi, chất lượng linh kiện của con này rất là tốt. Chỉ có điều đó là BIOS thì nó sẽ không BIOS nó sẽ không ngon như là một số hãng lớn thôi. Tuy nhiên thì anh em vẫn có thể là gọi là dùng bình thường được, không vấn đề gì cả. Cái này thì mình sẽ update BIOS cái phiên bản mới nhất cho anh em để anh em dùng mấy con main này. Và đây là con main của chúng ta, anh em ngó qua đẹp không? Chúng ta sẽ có một con main gọi là nền trắng luôn nhá. Anh em nhìn này, đấy, phần nền này. Phần nền là nền trắng luôn. Giáp tản là màu trắng bạc hết. Con này thì chắc chỉ có 4 cái khe RAM này nó là màu đen thôi. 4 khe RAM đen và những cái cổng kết nối là màu đen thôi. Còn lại thì tất cả những chi tiết khác nó sẽ là màu trắng hết. Về cái phần giáp này, anh em nhìn phần giáp này. Nó sẽ là những cái chi tiết nhôm phay xước anh em nhé. Nhôm phay xước rất là đẹp ở đây. Có cái chữ CVN Gaming ở đây. Cái số 79 này thì là nó chính là Z790 ấy, đại diện cho Z790 này. Tản VRM này, tản VRM là màu bạc. Đấy, nhôm bạc. Có chữ CVN ở trên này. Khe cấp nguồn thì chúng ta sẽ có là một đầu 8 và một đầu 4 này cho CPU này. Con này là 4 khe DR5 anh em nhé, 4 khe RAM DR5 này. Các cổng kết nối thì mình thấy là nó khá đầy đủ. Hai khe SDM2 thì hai khe trên này nó sẽ có sẵn tản nhiệt này. Đấy. Còn một khe ở phía dưới này thì nó sẽ không có tản nhiệt đi kèm. Đấy. Khá là ngon lành. Chipset là cũng có logo CVN này. Ở phía sau thì các cổng audio cơ bản thôi. Chúng ta sẽ có 3 cổng audio cơ bản. Wi-Fi này, anten Wi-Fi. Con này sẽ có Wi-Fi và có Bluetooth luôn anh em nhé. Một số cổng A này.
HDMI port này, một cổng C này và một cổng LAN. Đấy, nói chung là kết nối ở con này thì nó gọi là mức cơ bản đủ dùng cho anh em. Và có một cái ngoại hình rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái main Z790 full trắng nhá. Và là cỡ MATX. Thì đương nhiên là nó sẽ rất là hợp với cái vỏ ngày hôm nay rồi. Và chip thì mình nói rồi nhá, chip thì là con Core i7 14700K theo yêu cầu của khách. Thì đây vẫn là một cái lựa chọn hàng đầu ở hiện tại nếu mà anh em build Intel. Bởi vì là Core i9 thực sự là đợt này là mình cũng không dám build. Nó đang dính cái lùm xùm về lỗi của Intel. Thế nên là mình sẽ chỉ build cho khách là tầm con Core i7 thôi. Và hôm nay thì chơi với con Core i7 này thì mình sẽ có một con main ok Z790 rồi. Và mình sẽ có một con tản nhiệt rất là tốt để cân con Core i7 này. Thì sẽ mang lại cái hiệu quả làm việc tốt nhất. Có một cái mà nó đang thiếu ở cái bộ này, nó chính là cái card đồ họa. Card đồ họa thì khá là quen với anh em, đó là con 4070 Super. Tuy nhiên thì cái card đồ họa mình đã đặt được khoảng gần một tuần rồi. Và nó sẽ dự kiến là chiều nay nó về hàng. Nên là hiện tại là mình đang không có con card đồ họa để view cho anh em. Nhưng mà cái mã card đấy thì nó cũng rất quen với anh em rồi, 4070 Super Ultra Wide anh em nhé. Thì con đấy mình lên rất nhiều lần rồi. Nên là mình sẽ không cần phải nói lại về con 4070 Super Ultra Wide nữa. Lát nữa là lắp lên cây, chờ card về lắp lên cây xong thì mình sẽ show cho anh em xem về cái ngoại hình của con card sau. Còn lại thì về cái phần nguồn này, nguồn thì mình vẫn có một con nguồn vô cùng quen thuộc rồi, Super Flower Lead X850. Và cái nguồn hôm nay nó là phiên bản màu trắng anh em nhé. Để mình tận dụng luôn là cái dây cấp nguồn là màu trắng cho con main. Và tận dụng luôn là cái dây cấp nguồn chuẩn mới PCI 5.0 màu trắng để lắp cho con card đồ họa ngày hôm nay. Cái dây, có cái dây 24 pin của con nguồn thì mình sẽ thay bằng một cái dây của Zonbo, con Zonbo DI2 nhá. Cái dây này thì mình cũng lên khá là nhiều lần rồi, hoàn thiện rất là tốt và giá hiện tại thì đang rất là rẻ, chỉ khoảng hơn 600.000 thôi. Còn lại thì chúng ta sẽ có là một cái tản nhiệt nước rất là đẹp, rất rất đẹp luôn và hiệu năng rất là cao. Đây là con Zonbo TF2360. Đây là một cái mã tản mà mình đã review khá là chi tiết về cái hiệu năng của nó rồi. Nó cân rất là tốt con Core i7 14700K ở cái BIOS gốc luôn. Và đây là một cái mã tản nhiệt nước mà có màn hình rất là đẹp luôn nhé. Độ sáng 600 nit này, độ phân giải rất là cao, 480x480, 3 fan là 3 fan vô cực luôn. Thì đây là một cái mã tản nhiệt nước mà mình đánh giá rất là cao ở trong cái phân khúc giá khoảng hơn 3 triệu. Và đặc biệt là con này phần mềm rất là dễ dùng và cái giao diện cũng rất là đẹp. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng cái tản nhiệt nước của Zonbo. Như vậy là nó cũng hòm hòm xong xuôi rồi. Thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Anh em có qua một chút về tổng quan của bộ PC dùng vỏ Tower 300. Đấy, cái vỏ này thì mình cũng lên chắc được khoảng mấy lần rồi nhỉ? Chắc được 2-3 lần rồi. Anh em cũng khá là quen với cái mã này rồi. Tuy nhiên thì cũng lâu lâu rồi chưa lên lại cho anh em. Đấy thì hôm nay lại sâu lại một chút về con Tower 300. Đây là một cái mã vỏ mà nó rất là đặc biệt, gần như là nó không bị đụng hàng so với bất kỳ những cái mã vỏ nào trên thị trường. Anh em nào mà thích độc lạ ấy, hoặc là bày ở trên góc làm việc giống như là một cái máy lọc không khí ấy, nhìn rất là giống một cái máy lọc không khí để ở trên mặt bàn, thì có thể dùng con Tower 300 này để trên mặt bàn thì nó sẽ cực kỳ đặc biệt luôn. Và cái vỏ này nó có cái gì nổi trội đấy thì mình sẽ giới thiệu qua một chút cho anh em về cái mã vỏ này. Đầu tiên là đây là một cái mã vỏ dạng đứng này đấy, dạng đứng nhá anh em nhá. Và nó sẽ có 3 mặt kính đây, mặt kính cạnh bên phải này, mặt kính ở chính giữa này và mặt kính ở cạnh bên trái. Và kính thì rất trong luôn anh em nhá. Đấy, anh em nhìn vào bên trong gần như là không có kính luôn, đó, trong suốt luôn. Chưa bao giờ mình quay mà mình thấy một cái kính nào nó trong như thế này luôn. Nó rất ít bị phản chiếu. Rất rất đẹp luôn anh em nhá. Chúng ta sẽ có là những cái cổng kết nối ở bên trên nóc. Đây. Sẽ bao gồm là Type-C này, hai cổng A này. Đấy. Audio mic này, nút nguồn, nút reset này. Và bên trên thì chúng ta sẽ có là một cái nắp và sẽ có hai cái fan rất là lớn ở trên nóc anh em nhá. Hai fan 140 trên nóc này. Thực ra thì bộ này là mình sẽ không lắp thêm fan. Bởi vì sao? Bởi vì là cái mã vỏ này, cái cạnh hông này là mình cũng đã nhắc ở cái video trước rồi. Đó là cạnh hông này nó không có cái ngàm để bắt fan anh em nhé. Nó không có cái lỗ để bắt fan ấy. Thế nên là cái cạnh hông này phải để trống. Mà cạnh hông này để trống thì cạnh hông này nó lại có sẵn một cái lưới lọc bụi rất là ngon lành kinh đào.
Thế nên là tất cả fan ngày hôm nay là mình sẽ để là thổi ra. Tại sao lại để thổi ra? Đây, ba fan của tản nhiệt nước thổi ra này. Và hai cái fan 140 trên nóc. Đây là fan đi kèm của vỏ là mình để thổi ra hết anh em nhé. Có nghĩa là khi mà tất cả fan đều thổi ra ấy, thì nó sẽ phải lấy một cái nguồn gió từ những cái khe hở. Thì chính là cái khe này, chính là cái khe lớn này thì sẽ có cái nhiệm vụ đó là đưa gió vào từ cái khe này. Mà cái khe này nếu mà anh em nào sợ bụi thì không phải sợ lắm, bởi vì là cạnh hông nó có cái lọc bụi rồi. Thế nên là chủ đích của mình hôm nay đó là setup như nguyên bản thôi, có nghĩa là fan trên nóc thì để thổi ra, còn ba cái fan của tản nhiệt nước thì mình cũng để là lấy gió ra. Hoặc là có một cái phương án nữa cho anh em, đó là cái fan trên nóc anh em có thể đảo cái chiều xuống, đảo cái chiều cho nó quay ngược lại. Có nghĩa là chiều gió sẽ là chiều gió vào, anh em hoàn toàn có thể lấy gió vào từ trên nóc cũng được. Bởi vì là trên nóc thì nó cũng có cái lưới lọc bụi. Tuy nhiên thì với cái bộ này nó cũng không quá nóng, thế nên là mình cứ để như thế này là ok rồi. Đấy, sơ sơ là về con vỏ là như thế. Còn bên trong thì thực chất đây là một cái bộ PC mà nó khá là đặc biệt. Bởi vì là với cái vỏ này nếu mà anh em lắp ấy, thì mọi linh kiện nó sẽ đều đặt dọc. Nó sẽ quay ngược 90 độ so với một cái bộ PC thông thường mà anh em hay lắp. Ví dụ như là cái cặp đồ họa này, nó đang treo dọc lên rồi anh em nhé. Đây là con 4070 Super Ultra Wide. Đấy, sau khi mà chờ cái lô hàng cuối cùng nó đã về. Và cái cạc thì nó đang treo như thế này. Đấy, và chúng ta sẽ có là một cái logo của Ultra Wide đặc trưng này. Đấy, có LED ở cái phần này. Đấy, nhưng mà cái cạc ngày hôm nay thì không sâu được nhiều, bởi vì là nó treo dọc. Sau đó là cái mặt bên này nó lại không có kính, thế nên là anh em sẽ không nhìn được ba cái mặt fan ở con cạc này, mà anh em sẽ chỉ nhìn được cái mặt ngang và cái mặt backplate nếu như mà anh em nhìn theo cái góc này thôi. Đấy, như vậy là hôm nay là cái cạc là nó cũng không sâu được quá nhiều. Tuy nhiên thì cái kiểu mà đặt dọc như thế này, cái rất là hay đó là anh em lắp là không sợ bị sệ, không bao giờ bị sệ cạc, bởi vì là nó treo dọc như này mà. Đấy, không sợ bị cong vênh hay là sệ cạc gì cả. Tiếp đến là bên trong thì chúng ta sẽ có là một cái main đặt ngang. Đấy, main đặt ngang đây là con Z790 CVN Frozen. Đây là phiên bản chạy RAM DR5 anh em nhé. Đây là cái phần giáp tản của nó này, trông khá ok đúng không anh em. Đấy, Colorful thì là một cái thương hiệu mà mới gia nhập thị trường Việt Nam ở cái mảng main này. Tuy nhiên thì mình thấy là một số anh em là đánh giá là cái chất lượng hoàn thiện nó rất là tốt. Và đây là một cái mã mình thấy là thiết kế khá là ổn áp, giáp tản to nạc đầy đạn này. Và cái nền, đặc biệt là cái nền nó là nền trắng luôn anh em nhé. Rất rất nhiều hãng là làm giáp tản màu bạc nhưng mà nền thì nền đen, thế nên là nhiều khách là không thích kiểu đấy. Chúng ta sẽ có là hai thanh RAM Trident Z này, hai thanh RAM Trident Z rất là đẹp này, Trident Z DR5 và RAM thì cũng là RAM 64GB anh em nhé. Bộ này thì gần như là khách build để đỡ phải nâng cấp về sau, thế nên là RAM và SSD thì rất là nhiều, RAM 64 và SSD là 2T luôn. Một cái dây Zonbo DI2 này, đợt này thì mình dùng dây này khá nhiều bởi vì là nó ngon bổ rẻ. Đấy anh em thấy này. Đấy, khi mà để LED RGB thì nó chuyển màu rất là mượt và đẹp nhá. Đấy, độ sáng rất là cao. Còn con tản nhiệt này thì hết nước chấm rồi. Tản nhiệt thì mình cũng khen quá nhiều rồi, chắc là show lại cho anh em xem thôi, chứ còn mã này thì đợt này mình spam hơi nhiều, lên hơi nhiều anh em ạ. Đây là con Zonbo TF2 360 và đây là một trong những cái giao diện của nó. Anh em nhìn cái giao diện này quen không? Giao diện này rất giống với cái giao diện của NZXT và rất giống cái giao diện của ID Cooling. Đấy, nhưng mà nó sẽ tùy biến đi một chút. Ví dụ như là ở chính giữa thì nhiệt độ của CPU này. Đấy, còn ở phía dưới thì chúng ta sẽ có nhiệt độ của GPU bé xíu. Đấy, GPU là 34 độ, CPU là 50 độ. Nhưng mà 50 độ này là chắc chắn là có cái gì đang chạy ẩn đấy anh em ạ. Bởi vì là cái mã này, cái cây này mình test mấy lần rồi. Mình bật lên thì CPU nó loanh quanh ở ngưỡng khoảng hơn 30 độ thôi. Nhưng mà chắc chắn là lúc mà bị tắt hoặc là mình bật lại lên ấy, thì nó đang có một cái gì đó chạy ẩn. Thế nên là nhiệt độ nó mới lên tầm 50. Chứ còn không bình thường nếu mà anh em không dùng gì thì nó chỉ tầm khoảng 30 thôi. Đó. Còn cạnh hông thì mình sẽ có là ba con fan vô cực của con tản này. Đấy, có LED ở bên trong này và có LED vô cực ở cạnh viền. Đấy thì đây là một cái mã tản nhiệt nước mà rất là ngon, hiệu năng cao và ngoại hình thì siêu đẹp cho anh em ở trong phân khúc khoảng hơn 3 triệu. Đấy, như vậy là cũng xong xuôi. Thì cái bộ PC ngày hôm nay là một cái gợi ý cho anh em nào mà muốn một bộ PC độc lạ mà không bị đụng hàng này, mà ngại nâng cấp về sau, thì chúng ta đã có là 64GB RAM. Đấy, xong rồi 2TB SSD và chip với card thì cũng rất là mạnh. Chip thì có là 14700K và card là 4070 Super. Đó, thì anh em nào mà có nhu cầu BBC kiểu này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.